Với PowerPoint bình thường, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian và thao tác để tạo nên biểu đồ dạng icon. Đặc biệt, dạng biểu đồ bị cắt một phần theo số lẻ như ví dụ của mình ở đây sẽ đòi hỏi bạn phải có một kỹ năng thiết kế khá chuyên sâu. Một điều mà với số đông rất khó để có thể làm chủ được. Vì vậy, để giúp học viên sở hữu biểu đồ icon dễ dàng, NiceSlide đã viết ra một tính năng tự động trong công cụ NiceChart của mình. Chỉ cần một click chuột, trong tích tắc, học viên sẽ có ngay lập tức một biểu đồ dễ dàng tùy biến số phần trăm ở trên slide. Học viên có thể dễ dàng lựa chọn số icon của mỗi biểu đồ tùy theo nhu cầu phân tích thống kê của mình. Đây chính là sức mạnh của những công cụ tự động được NiceSlide viết code sẵn. Và bộ tools của NiceSlide sẽ sở hữu hàng trăm tính năng tự động như vậy. Thay vì phải làm thủ công hàng trăm bước như người dùng thông thường, học viên NiceSlide chỉ cần một click chuột duy nhất. Cùng tham gia khóa PowerPoint của NiceSlide để sở hữu bộ công cụ mạnh mẽ nhất hiện nay dành cho PowerPoint, qua đó nâng tầm thiết kế và tối ưu hóa thời gian thao tác của bạn. Hẹn gặp bạn tại NiceSlide.